coi review thì sẽ như thế nào. Hello cả nhà, lại là ăn gì bán đó đây. Bữa nay mình sẽ đi ăn thử tiệm mì thuyền rất là nổi tiếng mà mình thấy TikToker nào hay là reviewer nào đến Thái Lan cũng hướng dẫn hết á. Khu mà bán mì thuyền này á thì nó nằm ở xéo xéo với lại cái Victory Monument, thì mọi người có thể dễ dàng tìm lắm. Mà đi vào trong á thì có khá là nhiều quán, khoảng 3-4 quán gì đó. Thì mọi người cứ nhìn bên tay trái và cái quán có cái tên như thế này. Theo mình đọc đa số các bạn review trên mạng thì quán này là quán mà ngon nhất, mà theo mình đến thấy á thì là quán này cũng là quán đông nhất trong số các quán luôn, cho nên mình nghĩ là nó ngon thiệt. Không gian bên trong quán thì cũng khá là nhỏ, nhưng mà tuy nhiên là ở trong có máy lạnh cho nên không sao nha. Tụi mình kêu coca và được đem ra một cái chai bự khổng lồ như vậy. Rồi xong rồi bây giờ đến mì thuyền nha mọi người. Tụi mình đi 4 người kêu hết full một cái combo là thử tất cả các món ở đây luôn. Mình thì mình thích nhất là cái loại này nè. Đó, nó ăn nó vừa chua chua ngọt ngọt mà nó ngon nữa. Những cái tô mì ở đây, những cái chén mì ở đây thì nó khá là nhỏ. Khoảng tầm là một người mình có thể ăn được 3-4 chén nha. Mình nghĩ mọi người đến đây ăn á, nên kêu thử hết tất cả các loại, tại vì nó rất là nhỏ, rất là ít, không có bị no quá đâu. Tụi mình kêu như vậy á, xong rồi lát nữa thì ăn chưa có no, cho nên là có kêu lẻ thêm vài những cái loại mà tụi mình thích. Mỗi cái chén mì như vậy ở đây theo mình nhớ là tầm 20 bạc thì phải, rất là rẻ luôn. Tính ra tiền Việt là khoảng tầm 14 cành thôi mọi người. Đến bây giờ về rồi mà edit clip lại mà mình vẫn còn thèm luôn á. Nhìn cái nước của nó nè, chua chua ngọt ngọt, coi vậy chứ ngon lắm mọi người ơi. Sau khi ăn xong thì đây là thành quả của tụi tôi nè, chồng những cái tô này lên nhìn rất là vui mắt. Đây là khúc đi ra bên ngoài nè, những cái nhà hàng khác thì có thể nhìn thẳng xuống dưới sông luôn. Mọi người có biết chỗ nào hay ho thì chỉ mình với nha.